bán uy phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 2, phần 2. Vì vậy cho nên họ mới mở thêm một vòng phỏng vấn nữa. Ra là như vậy. Tôi thường bị loại từ vòng đánh giá hồ sơ rồi. Nay được gọi đi phỏng vấn là tôi thấy lạ lắm luôn. Tôi đã nghe được một vài thông tin. Họ nói cuộc phỏng vấn này rất là kinh khủng. Họ phân loại sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên theo trình độ học vấn bằng bút đỏ. Còn chỉ trích cả kiểu tóc lẫn phục trang nữa. Họ rất đề cao kinh nghiệm. Nên tôi nghe nói có rất nhiều người bị làm bẻ mặt khóc lóc bỏ về rồi. Thậm chí có vài người bước ra còn chửi rủa nữa. Lần này họ chấp nhận duyệt toàn bộ hồ sơ của ứng cử viên, nên nghe nói sẽ càng gắt hơn. Phỏng vấn liên tục mấy ngày luôn rồi. Tên của người phỏng vấn là gì vậy? Tên gì ta? Tên là... hình như là trưởng phòng Seo-jin. Rớt 100 lần thì đúng là ngu xuẩn quá rồi. Bạn không có một kinh nghiệm rõ ràng đâu. Làm sao để công ty chúng tôi tin tưởng để tuyển bạn vào làm việc cho công ty đây hả? Bạn định chứng minh như thế nào đây? Làm sao để công ty chúng tôi biết được bạn đã học hay là bạn đã quên? Sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp đó hả? Bất kể công ty có yêu cầu gì và khách làm khó bạn như thế nào thì bạn cũng sẽ giải quyết được đúng không? Dạ, đúng là như vậy. Thật vậy sao? Vậy bây giờ cô hãy thử giải quyết cho tôi xem đi. Tại sao các bạn không làm việc chăm chỉ hơn từ trước khi xin việc đi? Không ai thèm làm mới kịch bản, cứ dùng đi dùng lại để nói mãi. Những người nhân viên như các bạn định dùng cách nào để thu hút người tiêu dùng mua hàng từ công ty tôi vậy? Các bạn không thích xem lại bộ phim mà mình đã từng xem đúng không? Chúng tôi cũng giống như các bạn thôi. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng chính bản thân các bạn là sản phẩm cần bán chạy nhất trong cuộc đời mình chưa vậy? Biến đi. Cảm ơn công ty ạ. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ. Còn quá sớm để nói lời cảm ơn. Trưởng phòng Seo-jin. Thông tin tuyển dụng của công ty Howling. Xin mời mọi người vào phòng phỏng vấn. Dân.
đang tìm kiếm những người có năng lực. Các cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Hào Linh tuyển dụng nhân viên mới năm 2017. Người phỏng vấn trưởng phòng Seo Gu-jin. Thành tích là tốt thôi hay sao? Trời đất ơi, nếu như bạn học hành chăm chỉ hơn vào 4 năm trước thì bạn đã đậu trường đại học tốt hơn rồi. Và nếu như bạn dành thời gian để đi làm chăm chỉ hơn thì hồ sơ của bạn đã đẹp hơn nhiều rồi. Tại sao bạn chỉ tập trung vào kết quả học tập thôi vậy? Nhưng mà ít ra thì thành tích của tôi cũng tốt mà. Trời ơi, mình bị điên rồi hay sao? Anh ấy có nhớ mình không ta? Chàng Căng Hôn, anh có trình độ vững chắc đúng không? Anh đã được đào tạo ở nước ngoài vào tận 2 lần liền. Tại sao anh lại muốn làm việc ở công ty chúng tôi vậy? Hao Linh Lạ. Hao Linh Lạ, một công ty tiên phong ở trong ngành công nghiệp nhà ở. Nhà ở mới mẻ của thế kỷ 21, hiện đại. Hao Linh chính là toàn bộ cuộc sống sau này của tôi. Anh nói thật sao? Dạ. Anh sẵn sàng đánh cược cuộc đời mình sao? Dạ. Các ứng cử viên khác có đồng ý hay không? Dạ, đương nhiên là có. Vậy còn cô thì sao, cô Ưng Hu Quân? Cô Ưng Hu Quân à, cô sẽ đặt cược cuộc đời mình hay sao? Dạ, tôi cũng sẽ làm vậy. Cô nói là muốn đánh cược cuộc đời mình mà lại không chuẩn bị kỹ càng gì hết vậy? Mình biết ngay mà. Tôi bận làm thêm kiếm tiền quá à, cho nên là tôi... Nếu đã quyết tâm làm thì không có gì là không thể đâu. Cô có biết châm ngôn của công ty chúng tôi hay không? Sáng tạo và sẵn sàng cho những thách thức. Ừ. Và các chuyên gia chủ động làm việc. Cô cũng biết rõ quá ha. Cô còn cược cả cuộc đời cô trong khi cô biết điều đó rồi. Nhưng mà trong hồ sơ của cô không có khóa thực tập nào được ghi lại hết. Có phải là do cô thiếu nỗ lực hay không? Nỗ lực? Thiếu nỗ lực? Tôi còn phải trả tiền học phí đã nợ và tiền thuê nhà hàng tháng nữa. Cuộc sống quá khó khăn và tôi cần phải có một công việc ổn định để trang trải. Đó chính là lý do tại sao tôi ở đây. Không phải để mạo hiểm mạng sống của mình đâu, có hiểu hay không hả? Hả? Có thể ngừng hỏi mấy cái câu hỏi vô nghĩa này hay không? Tại sao chúng tôi nộp đơn xin việc còn phải hỏi nữa hả? Đương nhiên là nộp đơn để kiếm sống. Còn mấy chú đặt cược cuộc sống của mình hả? Tỉnh táo lại giùm coi. Ưng Hô Ưng, tỉnh táo lại đi. Lỗi. Vậy rồi.
Chắc là cô đã thông qua những công việc làm thêm vất vả đó, đã học được sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp và rèn giũa được tinh thần lãnh đạo. Còn cô bảo ưu điểm lớn nhất của cô là giỏi trong việc kiên nhẫn hả? Anh ta còn nhớ mình là ai? Dạ, tôi đã làm thêm trong khoảng 32 ngành nghề khác nhau, từ công việc thời vụ ngắn hạn thì trong vòng 2 ngày, hoặc là hợp đồng có thời hạn nhưng mà cũng chỉ trong vòng nửa năm thôi. Tôi đã làm thêm ngắn hạn như vậy mà không có cả bảo hiểm lao động đó. Và tôi mơ ước được tuyển dụng vào làm nhân viên cho doanh nghiệp lớn như Howlai. Tôi đã bị từ chối lần thứ 100 rồi, nhưng mà tôi vẫn không bỏ cuộc để tìm việc. Tôi cũng muốn trở thành người có thể cầm quyền mà. Ra khỏi đây mau, nhanh lên đi. Nhiệt tình, sao mình dám gây rối đây vậy chứ? Cô đối xử với khách hàng vậy hả? Biến đi, nha. Đừng bao giờ quay lại, đi luôn đi. Nếu hỏi tôi học được gì khi làm thêm thì chắc chắn là tôi đã học được một điều, chính là người cầm quyền luôn có quyền lực tuyệt đối, còn người nghe quyền lực chẳng là cái thá gì hết. Anh có biết đây là lần thứ mấy mà anh đã làm sai cùng một việc rồi không? Đây là lý do tại sao người tiêu dùng luôn nộp đơn khiếu nại với công ty về cùng một vấn đề. Rốt cuộc khi làm việc thì anh tập trung vào việc gì mà không làm việc ra hồn vậy hả? Nếu tiếp tục làm ăn như vậy thì hãy lập tức nghỉ việc ngay đi. Công ty nhỏ thì phải đáp ứng. Tôi sẽ đổi công ty để làm theo nhu cầu các công ty lớn hơn họ. Sẽ đổi. Họ phải luôn cúi đầu để xin lỗi dù chỉ là những sai lầm nhỏ nhặt nhất ở bên công ty lớn. Đó là lý do tôi muốn thay đổi cuộc đời mình. Tôi ước muốn được làm ở một doanh nghiệp nổi tiếng như này và có thể nói ra được tiếng nói của chính mình ở đây, như là một nhân viên được tuyển dụng theo hợp đồng chính thức và dài hạn, thưa anh. Điều đó không phù hợp với suy nghĩ của anh à?